Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh của Duy Khải Gaming nha. Và Duy Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ mời. Ở video này thì Khải mua một ít một cái ngọc bội nè, mua ngọc bội kháng lôi 17, sinh lực nội lực cao. Chung là được cái nội lực anh em. Chứ còn cái này thì Khải mua chỉ được kháng lôi thôi, không có nội lực gì hết. Khải mua giá 2 kim. Đâu rồi? Có bao nhiêu điểm? Đó, đâu. Mua lại. Online hay gì? Ok. Hết bao nhiêu ca điểm? Mua ít điểm tống kia mà em ơi. Ok, dừng người bò trước. Một ngọc bội 2 kim em ơi. Server đồ hiếm quá này, trước mắt cứ xem cái ngọc bội này xài cũng được ấy. Sau này có cái nào hơn thì mua thêm anh em. Hôm nay khá lấy nỗ lực. Ok, 2 kim. Rồi. Khi nào cần hoặc là khi nào sau này nó ra cái 25-30 á, mình nghiên cứu mua luôn em. Cái tầm này thì server như thế này thì cái này dạng là đẹp rồi anh em. Như cái Khải ở đây Khải mua đã 800 xu rồi, không có dòng gì, chỉ mỗi mình kháng lôi thôi. Còn cái này là nội lực cao nè, sinh lực cũng được ấy, nội lực cao. Đó. Chung Thế Yên cần nội lực để tặng nè. Ít hôm nữa Khải lên đảo, Khải sẽ không có tăng nội công nữa. Tại vì nội lực đã ok rồi, không cần tăng nội công nữa nè. Tăng vào max sinh khí luôn nha. Còn mấy cái này đồ chung nữa mình ra mình bán lại. Rồi. Video này thì sắm thêm ngọc bội nè, ngọc bội 2 kim. Chung là lấy cái nội lực thôi nhưng mà rất là chát nè, rất là chát, giá rất là chát. Server mới là mua đồ hiếm quá, và lại đồ mắt pin thì cũng hiếm anh em. Tầm này cái này dạng là ngon rồi. Rồi ok anh em xem video thì đừng quên ủng hộ Khải một like và chia sẻ để chuẩn bị lên đồ nữa nha anh em ơi. Đây, ở video trước thì Khải có lên đồ cho anh em xem rồi. Đây lưng mắt pin. Rồi nón mắt pin. Đó. Còn nón này Khải mua nhưng mà chắc Khải phải bán lại. Gì cháy sao ấy, em? Mẹ đâu tin. Nón này phải ra bán lại. Đó. Còn này đai mắt pin này, nón mắt này. Đó, được chưa? Thay vào ngọc bội này rồi. Nón này chỉ ít hôm nữa lên đảo bỏ ra. Đã lưng cũng vậy, hiện tại đang mua áo. Tìm áo mắt pin mới lại, bao tay mắt pin nữa lên đảo nha Nam. Còn giày này dặn đẹp rồi, không cần phải thay. Vũ khí cũng vậy. Giá chiền thì mới mua, cũng ở video trước Khải đã cho anh em xem rồi. Ok, anh em xem thì đừng quên cho một like, chia sẻ, đỡ cố gắng Khải lên đồ mắt pin ạch Thế Yên nha em ơi. Hiện tại Khải vẫn đang tìm cái nhẫn chóng 40 nha em. Vẫn đang tìm nhẫn chóng 40 để có thể đạt hiệu ứng chóng 40 để có thể đánh tống kim nha em. Tại chóng tầm này thì chưa đủ móc nên là đánh cũng hơi căng nha em. Ok. Bye anh em.